Và nghe rất rõ ràng một cái lời nói này, nói viên cái lời nói rất là ấm áp, nói là con không tin ta sao. Trước tiên chào mục sư Lâm và mục sư Thu, và xin chào tất cả mọi người cho thánh trên trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa thì đã có cơ hội để được ở đây và để lập chứng về sự chữa lành năng của Chúa trên đời sống của tôi. Thì trong cái một cái thời gian vừa qua cũng có trong gia đình cũng có gặp sự cố là có hai người thân trong gia đình cũng có bị nhiễm Covid. Thì qua cái thời gian cũng chăm sóc vì tình thương cũng chăm sóc những người thân trong gia đình bị Covid hết rồi. Khi mà cái bệnh nó có bệnh nền nó kéo nhanh quá thì không thể nào mà gì được, thì mới là mất thì cũng có chuyện đau buồn gia đình. Và trong cái thời gian mà khi mà tiếp xúc để chăm sóc hơn thì mới nhận biết là qua một thời gian sau thì mới lúc đầu thì nó chưa có gì hết, tuần lễ đầu nó chưa có gì, và qua tuần lễ thứ hai thì bắt đầu trong cơ thể nó có những cái những chuyện nó lạ, là như là nó làm cho tôi mất cái khứu giác vị giác, và ăn uống thì nó không có thấy một cái vị gì hết. Và thứ hai là đau họng, không có nuốt được, uống nước nó cũng đau mà ăn cũng không được. Năm rồi bắt đầu lúc đó thì cũng có cầu nguyện Chúa, đặt mọi cho Chúa, xin Chúa chữa lành. Và qua cái tới lần ngày thứ hai bắt đầu là nó cái ngày đó thì nó cũng bình thường, cố gắng ăn được chút xíu không sao. Nhưng mà khi mà cái ngày qua cái ngày đầu tiên thì qua ngày thứ hai bắt đầu nó có những cái diễn biến nặng hơn, là bắt đầu nó sốt liên tục tới nỗi mà uống hai viên thuốc chống sốt vô mà nó không có ăn thua ăn nhầm hết, nó vẫn sốt. Bắt đầu lúc đó cảm giác bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu lo sợ rồi, nhưng mà cũng cố gắng, lúc đó cũng có cầu nguyện Chúa, xin Chúa chữa lành. Và bắt đầu cũng uống thuốc nhưng mà sự là không, những viên thuốc đó nó vô hoàn toàn vô tác dụng, thì nó cứ sốt sốt liên tục càng sợ. Và nhất là khi mà về đêm nó sốt một cách kinh khủng không thể nào chịu được, mà thứ nhất là không ăn uống được gì, ăn vào thì không có vị giác, không nuốt nổi, cuốn họng thì nó đau không thể nào nuốt nổi, rồi tối thì nó sốt, đâm ra làm cho con người nó mệt mỏi, nó rã rời cũng như là không còn một cái sức lực gì hết, và đầu óc lúc đó nó cũng trống rỗng mơ hồ và làm cho mình lo sợ lo lắng mọi điều. Và bắt đầu là đi theo, bắt đầu thấy sợ quá, bắt đầu quên hết mọi cái cảm. Rồi đi theo ý riêng của tôi là đầu gọi điện thoại cho người này cho người kia, bắt đầu hỏi để được đưa vào bệnh viện, hoặc là hỏi những cái viên thuốc, hỏi những cách thức như thế nào và để cho mình tự ý mình làm để mình cứu sống bản thân mình. Nó hoàn toàn không có tập trung gì cả và chỉ lo những cái điều đó thôi, và nó cứ thế sốt sốt rồi không ăn uống được gì, người nó mệt thực sự luôn, là rất là mệt lo sợ. Và cho khi tới một cái ngày thứ hai là buổi tối hẹn đó, bắt đầu sốt trước khi mà chuẩn bị thấy tới giờ sốt uống hai viên thuốc để cho nó cầm trước, mà thật sự là lúc đó thật sự với mọi người là không có tác dụng. À, nó sốt cái nỗi mà đầu óc mình mơ mê sảng và không biết gì hết, và cho tới lúc nửa đêm, và khi đó thì đang nằm cảm giác nó mơ hồ nó rất là khó tả, thì chợt nghe rất rõ ràng bên tai, và nghe rất rõ ràng một cái lời nói thì nói riêng cái lời nói rất là ấm áp, nói là con không tin ta sao. Thì lúc đó là mới thì lúc đó mới ngồi là bất dậy, thì mồ hôi bắt đầu trong người nó tuôn 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 đổ ra, và lúc đó chỉ nói được hai chữ là Chúa ơi. Và khi sau đó thì ngồi chỉ có gục đầu xuống và ngồi đó một hồi rất lâu, cảm thấy có cái điều gì đó ăn năn trong lòng, và mồ hôi nó cứ thế mà nó tuôn ra, và ngồi cúi đầu xuống có cái thời gian như ngồi lâu. Thì lúc đó thì sau khi mình xong vậy thì mới nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay. Và tới sáng ngày hôm sau khi thức dậy
Thì mọi người biết không, thì trong con người mình nó có cảm giác gì nó rất là lạ, nó người nó lưng lưng mà nó có gì đó rất là khó diễn tả, nhưng mà cái cảm giác là lạ đó là theo cái chiều hướng gọi là tốt tích cực. Là sau khi đó thì mọi người biết là sau khi đó Sen thức dậy là cảm giác là muốn ăn, và sau đó là ăn được một tô cháo gọi với chà bông rất là ngon lành. Và khi mà con người cứ nó cứ từ sáng tới trưa người nó cứ lưng 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 lưng, nhưng mà quan trọng điều là sáng hôm đó là không có uống một viên thuốc sốt nào cả, và khi tới trưa vẫn ăn được bình thường. Và cái điều quan trọng nhất là khi tới buổi chiều là khi sau khi đi tắm xong là thực sự lúc đó mới biết là cảm ơn Chúa, vì con mình thoải mái khỏe khoắn và tươi mới hoàn toàn đến nỗi mà thật sự luôn cảm giác là mình đã được chữa lành, cảm ơn Chúa. Và thiệt sự luôn là khỏe khoắn là tới chiều đó là ăn uống, và qua ngày hôm sau là ngày thứ ba là hoàn toàn không uống một viên thuốc nào hết. Và thực sự cảm ơn Chúa. Và bây giờ mình cũng có thể là công bố là được Chúa chữa lành, và cũng dạo này sống cũng sức khỏe hôm nay cũng rất là thoải mái và tươi mới. Và cũng bây giờ cũng công bố một điều là chí cái linh sự chết là ta sẽ không chết nhưng sẽ sống để thực lại những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm. Và bây giờ ra đây cũng có những lời nói để gây dựng khích lệ mà thánh, là đôi khi trong cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nhiều cơn bão rất lớn tấn công chúng ta, làm cho chúng ta lo sợ, nhìn tứ phía thì đâu đâu cũng là thấy bão, đôi khi làm chúng ta quên mất mình người của Chúa. Thì mà nhưng mà Chúa là đứng thành tín, những lời Chúa nói ra là Chúa sẽ giữ lời, Chúa sẽ gìn giữ bảo vệ con, chữa lành con, và Chúa sẽ không bao giờ quên những lời Chúa hứa với chúng ta. Cái trải nghiệm này của tôi một lần nữa bây giờ quyết định dâng cuộc sống này và tương lai và mọi điều của tôi lên trong tay Chúa, vì tôi biết chắc là một điều là ở trong Chúa tôi có sự chữa lành, ở trong Chúa tôi có sự bình an, và ở trong Chúa Amen. tôi có sự chu cấp dư dật trên cuộc sống này, và không phải lo lắng một bất cứ một cái điều gì cả, vì ở trong Chúa tôi đã có tất cả. Hallelujah, ngợi khen Amen. Chúa, và xin dâng mọi vinh hiển lên cho Chúa.